Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người ngắm hai cái tác phẩm trà bạch cổ. Riêng nếu mà cái cặp trà này thì mình thấy hiếm thấy cái có cặp nào mà vừa đều vừa đẹp và vừa già như thế này nhé các bạn nhé. Đây là trà bạch nhé các bạn nhé. Đang bắt đầu nhú hoa rồi. Cây này gốc rất là to, chân bệ rất là đẹp và làm cũng rất là kỹ rồi. Cặp này mà các bác ngắm trực tiếp thì các bác sẽ thấy rất là mê luôn nhé. Đây cây số 1 này. Và rất là hiếm có thể kiếm được một cặp giống nhau, tương đồng giống nhau và cái chất cây như nhau như thế này nhé. Đây là cây số 2 này các bạn này. Đây là trà bonsai mà đặc biệt nó lại là trà bạch rất là giá trị. Mình sẽ đứng xa hơn để cho mọi người thấy một cặp này. Đây là cái bệ của cây này. Các bạn có nhu cầu về cây trà cặp trà bạch này thì có thể liên hệ với mình nhé. Số điện thoại của mình là 0977 999 046. Những cái cây này các bạn về trực tiếp tại vườn để ngắm cây thì sẽ thấy nó thích hơn và nó thích mắt và rõ ràng là nó nhìn thấy sẽ độ đẹp đẹp chuẩn hơn. Còn quay video này nó chưa chưa lột tả được hết các vẻ đẹp của cây nhé. Cây này nếu mà một cặp như này thì kiếm ở khu vực ngoài Bắc mình cũng đã rất là hiếm rồi. Chưa nói chuyện đến ở trong Nam. Đấy, có thể có những cây đẹp hơn, to hơn nhưng mà để mà hai cái cây mà một cặp như này và nó gần như 80-90% bằng nhau như này và cái cốt cách này thì rất là hiếm, cực kỳ hiếm nhé các bạn nhé. Đây. Tay ngọn bẻ rất là đẹp rồi. Và đây cũng là một cái lối chơi mà đang là xu hướng, kể cả xanh mình thấy cái lối chơi cắt giật cũng như là gò tàn kiểu này là đang là xu hướng này. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.